Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22 tháng 1 năm 2004, anh Lê Văn Đan, thường trú tại thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, phát hiện thấy nhà nghỉ Thành Công gần nhà mình có những dấu hiệu bất thường. Thế là anh Đan gọi hàng xóm cùng đi vào nhà và phát hiện bà Đào Thị Minh, sinh năm 1960, chủ nhà nghỉ, nằm gục dưới nền nhà, trên cơ thể có nhiều thương tích. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Trong đêm tối, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện cẩn trọng trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát, chính quyền địa phương và thân nhân người bị hại. Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân có hơn 10 vết thương trên cơ thể. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, nguyên nhân từ đa vết thương tim phổi. Người nhà nạn nhân chị Đào Thị Minh xác nhận nạn nhân Đào Thị Minh đã bị mất một sợi dây chuyền vàng. Cơ quan điều tra nhận định rất có thể hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó cướp dây chuyền rồi tẩu thoát. Cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi và tài liệu điều tra, cơ quan điều tra bước đầu nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương đã xác lập chuyên án 221G để tập trung huy động các lực lượng phương tiện, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra khám phá, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án để đưa ra xử lý trước pháp luật. Từ đó, ban chuyên án chỉ đạo các điều tra viên điều tra theo hai giả thuyết trên. Ngay lập tức, một tổ công tác được cử đến tỉnh bạn để xác minh thông tin liên quan đến người bạn có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Mặt khác, ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng hiện trường và nắm tình hình khu vực xung quanh nhằm thu thập các thông tin khả nghi liên quan đến vụ án. Hiện trường xảy ra vụ án là nhà nghỉ 4 tầng. Xem xét các phòng tầng 2, tầng 3, chăn ga gối được xếp ngay ngắn, nguyên vẹn, không có khách nghỉ và không có phát hiện gì nghi vấn đặc biệt. Tại phòng 402, lực lượng khám nghiệm thu được một vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng và một tờ giấy A4 nhàu. Một mặt của tờ giấy là bản photo chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim Trọng, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1987 ở Nhân Quyền, Bình Giang. Lực lượng điều tra nhận được thông tin trước thời điểm xảy ra vụ án, có nhân chứng nhìn thấy Trọng xuất hiện gần khu vực hiện trường. Rất có thể Trọng đã đến thuê phòng tại nhà nghỉ Thành Công, sau đó ra tay sát hại chủ nhà nghỉ để cướp tài sản. Ngay lập tức, một tổ công tác đã đi xác minh thông tin. Lúc này Trọng không có mặt tại địa phương. Tổ công tác phải thực hiện các biện pháp nhằm xác định nhân thân và các mối quan hệ của Trọng để tìm ra manh mối của vụ án. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy Trọng có những chứng cứ ngoại phạm. Kết quả xác định Vũ Kim Trọng không phải là hung thủ gây ra vụ sát hại bà Đào Thị Minh. Nhưng tại sao bản photo chứng minh của Trọng lại xuất hiện tại hiện trường vụ án? Lúc này, kết quả xác minh mối quan hệ tình cảm của nạn nhân cũng được các trinh sát báo về, cho thấy đây là mối quan hệ trong sáng. Giả thuyết chị Minh bị giết do mâu thuẫn tình ái được loại trừ. Đến đây, manh mối đầu tiên của vụ án đã không mang lại kết quả như mong muốn. Hung thủ là ai vẫn là câu hỏi hóc búa và chưa có lời giải đáp với cơ quan điều tra. Hướng điều tra đầu tiên của vụ án đã bế tắc. Lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng hiện trường, rà soát thu thập thông tin quanh khu vực xảy ra thảm án. Quá trình thu thập tài liệu và nhân chứng, tổ công tác đã được một nhân chứng cung cấp thông tin rất quan trọng.
tiếp tục rà soát theo hướng hai bên đường từ hiện trường. Các trinh sát được quần chúng cung cấp thông tin. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, có hai thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi đi bộ trên đường 192 hướng từ nhà nghỉ Thành Công đến ngã Ba Phủ. Sau đó hai người này thuê một chiếc xe taxi chở đi theo hướng thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thông tin về chiếc xe và người lái xe taxi nhanh chóng được xác định. Từ thông tin cung cấp của lái xe taxi, một tổ công tác tiếp tục lên đường đến thị trấn Lai Cách. Từ nhiều nguồn tin, lực lượng điều tra đã xác định sau khi xuống xe, các đối tượng đã lên một chiếc taxi khác di chuyển về phía thị xã Sao Đỏ. Tiếp tục xác minh, các điều tra viên đã tiếp xúc được với người lái xe taxi chở đối tượng từ thị trấn Lai Cách đến thị xã Sao Đỏ. Lực lượng điều tra đã lần theo đối tượng đến ngã ba Sao Đỏ thì mất dấu vết. Một lần nữa, công tác điều tra lại đi vào ngõ cụt. Những kẻ làm mặt là ai? Chúng có liên quan như thế nào đến vụ án? Sau khi xuống taxi, chúng đã đi đâu? Với quyết tâm tìm ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất, ban chuyên án đã quyết định duy trì một tổ công tác tiếp tục rà soát tìm kiếm đối tượng tại khu vực ngã ba Sao Đỏ. Đồng thời một tổ công tác khác tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng trộm cắp, đối tượng hay đi đánh bạc trên địa bàn xảy ra vụ án và các xã lân cận. Quá trình rà soát, lực lượng điều tra đã xác định được hai đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh như không có mặt tại địa phương khi xảy ra vụ án hay tụ tập đánh bạc. Tiến hành cho các nhân chứng nhận dạng, kết quả các nhân chứng đều xác định Mạnh và Thái chính là hai đối tượng họ đã gặp và chở đi theo hành trình như đã cung cấp. Tập trung tìm hiểu thông tin về Mạnh và Thái, lực lượng điều tra xác định hai đối tượng này đã bỏ nhà lên thị trấn Sao Đỏ thuê nhà trọ và hàng ngày bắt ô tô sang tỉnh bạn đánh bạc. Những thông tin này nhanh chóng được xác minh. Khi các điều tra viên tiếp cận thì các đối tượng đã không có mặt tại nhà trọ, nhưng ở phòng trọ của Mạnh và Thái còn có một người tên là Nguyễn Văn Nên. Tại đây chúng nên khai báo, chủ nhà trọ đã yêu cầu các đối tượng phải photo chứng minh thư để đăng ký tạm trú. Sau khi Trọng Thái đã đưa chứng minh nhân dân của mình cho Nên photo, do photo thừa một bản nên để tại phòng trọ nhưng hiện nay không thấy. Khi lực lượng điều tra tiến hành cho Nên nhận dạng chiếc áo thì Nên xác nhận đấy là áo của Mạnh. Trên cơ sở nhận định đó, lực lượng điều tra đã tiến hành rà soát toàn bộ các hiệu vàng trong khu vực thị xã Chí Linh, đặc biệt là khu vực ngã ba Sao Đỏ, vì đây là nơi các đối tượng đã xuống taxi kết thúc hành trình trốn chạy khỏi hiện trường. Bằng hình ảnh chiếc dây chuyền của nạn nhân được vẽ lại qua lời kể của người nhà nạn nhân, lực lượng điều tra đã thu được 1/2 chiếc dây chuyền tại hiệu vàng Phú Quý ở 107 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh. Tiến hành cho nhận dạng thì chủ hiệu vàng xác nhận Thái chính xác là đối tượng đã đến bán 1/2 cái dây chuyền của nạn nhân. Xác định Mạnh và Thái là hai nghi can, ban chuyên án quyết tâm bằng mọi cách nhanh nhất phải truy bắt được hung thủ trước khi chúng bỏ trốn. Các điều tra viên trinh sát dày dặn kinh nghiệm được huy động để tiến hành truy bắt Mạnh và Thái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ,
lực lượng truy bắt xác định Mạnh và Thái thường xuyên đến đánh bạc tại một sới bạc trên địa bàn tỉnh lân cận. Thông tin trinh sát cũng cho biết Mạnh và Thái cùng nhiều đối tượng cờ bạc khác đã rời khỏi sới bạc, trở về thị xã Chí Linh trên một chuyến ô tô. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được lãnh đạo ban chuyên án thông qua. Khi chiếc xe chở các đối tượng khả nghi xuất hiện trên quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, các trinh sát liền áp sát. Mọi thông tin di biến động của nhóm đối tượng đều được liên tục báo cáo về tổ liên ngành. Khi chiếc xe khả nghi xuất hiện tại trạm kiểm soát giao thông của đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, công an tỉnh Hải Dương, thì bị tổ liên ngành chặn lại. Khai thác nhanh các đối tượng có mặt trên xe, lực lượng điều tra biết được Mạnh và Thái đang lẩn trốn trên một cánh rừng giáp ranh giữa thị xã Chí Linh và tỉnh bạn. Thời gian gấp gáp, không thể huy động được một lực lượng lớn để truy lùng. Các trinh sát đã phải vào các vai diễn khác nhau để tiếp cận khu vực. Mang lại hiệu quả nhanh chóng. Khi thấy các đối tượng xuất hiện tại một quán nước bên rừng, lực lượng truy bắt đã nhanh chóng áp sát và khống chế đối tượng. Khai thác nóng ngay trên đường di chuyển về trụ sở công an tỉnh, lực lượng điều tra đã thu được 1/2 sợi dây chuyền còn lại từ đối tượng Thái. Quá trình đấu tranh, Mạnh thừa nhận đã cùng với Phạm Văn Thái, sinh năm 1990, ở Hòa Loan, Nhân Quyền, Bình Giang, gây ra vụ án trên. Mạnh khai nhận, do đánh bạc bị thua nên vô cùng cuốn bách. Trưa ngày 20 tháng 1, Thái bàn với Mạnh về nhà nghỉ Thành Công ở Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, giết bà chủ nhà nghỉ, lấy tiền tiêu xài và trả nợ do thua bạc. Theo gợi ý của Thái, các đối tượng chọn nhà nghỉ của chị Minh vì chúng biết nạn nhân thường ở nhà một mình. Nghĩ là làm, chiều ngày 21 tháng 1, Mạnh rủ Thái mua một dao bầu với giá 50.000 đồng để dùng uy hiếp chủ nhà. Các đối tượng thống nhất, trong trường hợp chủ nhà kêu cứu, sẽ giết chết ngay để phi đầu mối. Sau khi thống nhất kế hoạch, hai đối tượng lấy tờ giấy photo chứng minh nhân dân của Trọng đang để trong phòng rồi bắt xe buýt về nhà nghỉ Thành Công thuê trọ. Hai đối tượng được chị Minh bố trí tại phòng 402. Tại đây bọn chúng bàn nhau đợi đến lúc nhà nghỉ không có khách sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định trước. Đêm ngày 21 tháng 1, Mạnh đã hai lần đi xuống thăm dò tình hình, nhưng không hành động được. Khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 1, Mạnh phát hiện thấy chỉ có một mình chị Minh ở nhà, nên quay lên phòng bảo Thái hành động. Mạnh đi trước, đến phòng ngủ của chị Minh, thì túm tóc nạn nhân. Ngay lập tức, Mạnh cầm dao đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng, cổ tay chị Minh, làm chị Minh gục ngã tại nền nhà. Ngay sau đó, Thái xông vào giật đứt sợi dây chuyền chị Minh đang đeo trên cổ. Sau khi gây án, hai đối tượng chạy ra phía sau nhà. Thái vứt con dao xuống ao rồi cùng Mạnh đi taxi đến Sao Đỏ, thị xã Chí Linh vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Khi đến ngã ba Sao Đỏ, Thái vào hiệu vàng Phú Quý ở 407 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, bán 1/2 sợi dây chuyền với giá 2.340.000 đồng. 1/2 sợi dây chuyền còn lại, Thái vẫn để tại túi quần bò đang mặc. Vụ án đã khép lại quá trình điều tra. Hung thủ đã bị bắt giữ, chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật. Chuyên án kết thúc đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phá án thành công, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương một lần nữa lại ghi thêm thành tích vào bảng vàng truyền thống của đơn vị mình.